Ô, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình ra ở cái vườn bơ của những cô chú mình ở Tây Nguyên nha các bạn. Ở Buôn Mê Thuột. Ở xã gì A Rang R K R Công gì Anna gì á. Đây. Đây là cái vườn bơ, trái bơ nha các bạn. Bơ này bơ tròn, chưa chín. Thế giờ chín là mình hái gì hết luôn rồi. Đây, bơ khủng luôn. Mình sẽ tham quan một số chỗ khác. Này, cái cây bơ này là bơ tròn theo chú của mình nói là này chưa chín nên không hái được. Trời, này mà chín là vừa sạch cây luôn rồi. Tại vì ở miền Tây lên mà thấy mấy cái này mê lắm. Nó có trái chùm chùm luôn nè. Mình thấy không? Gốc bơ trái xanh đã tròn quay, cái bơ này quá trời trái luôn. Nó ù rồi thay đi đi vòng hôm nay cái coi. Đây là cái cây còn nhỏ. Ồ, cũng có trái luôn rồi. Quá trái luôn các bạn nè. Nguyên một đùm luôn. Để mình xuống dưới mình tham quan cái vườn ở dưới luôn. Cái này là vườn tiêu như các bạn, này là tiêu. Gốc tiêu á. Đây, cho các bạn coi cái gốc tiêu luôn. Dưới kia ghê quá, giờ tốt thui rồi. Nè, bông tiêu, tiêu cà phê đây. Tiêu á. Nè tiêu nè. Nó trái nè, trái nè, trái xanh. Quá trời luôn. Người ta trồng cái này cho lên bò lên cái cây. Thì gốc tiêu thì ở Tây Nguyên người ta trồng như thế này. Đó, mấy dây. Tiêu mấy năm về trước mắc lắm, còn mà 1-2 năm nay thì năm nay mình hỏi ở đây là nói giá có 60.000 ký các bạn. Tiêu á. Trời, nguyên khu vườn này quá rộng luôn. Sẽ tham quan hết khu vườn này tuốt dưới đây luôn. Đây là đất đỏ thôi nha các bạn. Đây là khúc ngoài kia quá trời đồi núi luôn. Còn cây này cây cà phê sao ta? Ở miền Tây lên không biết cây này, nghĩ là cây này cây cà phê. Nó trái này còn xanh. Quá trời nè. Trái này trái đỏ nè. Mấy con ve kêu các bạn, con ve sầu á, kêu á, hú á. Trời, dưới đó quá rộng nên mình xâm nhập xuống dưới đó luôn. Thì ở đây mùa mưa các bạn, trời mưa chợt đến bất cứ lúc nào, mình không có biết được. Trời, chứ chỉ mưa là nó bắt đầu mưa liền. Cây này cái mít. Mít cổ thụ.
mình mới thấy là cái cây cà phê luôn nha các bạn. Đây. Rồi hơi đi hơi xa rồi. Cái vườn của người ta rất rộng. Giờ đi lên mình coi lại cái cây bơ, cái gốc bơ, trái bơ như thế nào, đẹp không? Hồi nãy có coi rồi, nhưng mà quay lại coi cái. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh mình các bạn để theo dõi các video tiếp theo nha. Thì đây là cái vườn tiêu với vườn bơ người ta trồng xen canh. Dạ. Củ này không biết củ gì, củ riền hay củ gì, củ nghệ gì quá, trồng thêm nè. Cây này chưa có trái. Rồi. Xin chào các bạn đến với kênh Nhật ký miền Tây nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn coi những cây bơ ở trên Buôn Ma Thuột nha các bạn. Đây. Cái gốc bơ này trái quá trời luôn. Đi, đi lại cái coi cái bơ này trước. Cái bơ này nhỏ nhưng mà trái quá trái luôn. Đây là bơ, bơ này bơ tròn. Theo mình nói hỏi ở chủ, chú bên đây là này chưa chín. Cái cây bơ này nhỏ xíu à, nó các bạn theo cái gốc quá nhỏ luôn nè. Nhưng mà nó có trái như thế này, quá trái luôn. Còn ở đây là cái cây bơ bự. Bạn thấy không? Cây bơ nè. Cây bơ này thì trái kinh khủng luôn, quá nhiều luôn. Đây, bạn thấy không? Nguyên một vườn bơ. Cho bạn coi rõ rõ sát hơn. Nè, thấy không? Bơ này trái tròn nha. Cái gốc bơ nè, cái gốc bơ thì nó bự rồi, cái gốc bơ nó bự rồi nè, bởi có trái rất là nhiều. Cái con dê sầu nó kêu, cái này mà hái về đã luôn. Cái cây bơ này các bạn thấy không, quá trời bự, cái này chịu mà leo lên á, leo lên là trái quá trời luôn á, nó bơ này bơ tròn và thêm không cây bơ bên đây. Bơ này trái cũng bự luôn rồi nhưng mà chưa có chín được, phải chín là mình hái luôn. Ô, trái này cả nước ký lô luôn. Ở đây rất là đã luôn, rất là mát. Cà phê. Rồi đây đã tham quan khu vườn rồi, thôi bây giờ lên thôi. Đây người ta nuôi gà thêm nữa. Rồi mang đôi dép. Đôi dép của người ta có dép dính đất đỏ không à, đây là toàn nước đất đỏ không nên dính cào con ra luôn. Tự miền Tây lên thấy cái này ngộ, rất là thích, thấy bơ thích nhưng mà chưa chín, uổng quá. Ủa, đây có cái ớt. Rồi, cảm ơn các bạn.